À, ngày thứ tư là ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay là ngày dương ngày bao nhiêu nhỉ Hương nhỉ? Đó. Em không nhớ rõ ngày bác hình 24 thì phải. Thế tối ngày hôm nay các bác đang xem livestream em này, đúng tối ngày hôm nay vào lúc 19 giờ 3 phút các bác nhá. 19 giờ 3 phút em sẽ bán cho các bác cái lô này. Mở nhỏ là cái đây, mở nhỏ cái đây. Hương ơi, mở nhỏ là cái đây, mở to thế. 19 giờ 3 phút em sẽ xả các bác cái lô này nhá. Thôi các bác là cần tiền lắm rồi. Tiền cũng cần lắm rồi các bác ạ. Mấy hôm nay là khá là cần tiền rồi, bởi vì là chủ nợ đòi quá nhiều luôn. Chủ hàng bên kia bây giờ suốt ngày là đòi tiền để mà cho hàng về. Thì em cũng phải bán gấp. Thật thật các bác là đúng ra là để lô loa này mình sẽ bán có công một chút để mà đừng gọi là bù lại. Nhưng mà thực sự các bác luôn, bây giờ cần tiền, bây giờ mình bán. Bây giờ bình thường bán được có công được khoảng độ triệu bạc thì thật các bác luôn là nó kéo dài thời gian mình vẫn cả tuần. Trong khi mình cần tiền quá, bây giờ thôi bán lấy công gọi là công cho các bác thôi. Bằng bán là bán rẻ thôi. Đấy, lấy công vài trăm ngàn đồng cho nó có, coi như là bán cho các bác luôn. Thì tối nay em sẽ bán các bác rất là rẻ, cực kỳ rẻ. Bình thường mà lô loa này các bác mua trên thị trường nó thật các bác luôn, nếu mà cửa hàng khác mà lấy được cái lô loa này nha, em thề các bác luôn, lô loa này người ta không bán dưới 8 triệu đồng. Em thề các bác luôn đấy. Riêng lô loa này, riêng đôi loa này nếu người khác mà mua được nha thì không bán dưới giá 8 triệu. Ít nhất phải 8 triệu đồng người ta bán. Nhưng ngày hôm nay thì các bác em sẽ bán các bác một cái giá siêu yêu thương luôn. Một cái giá các bác chỉ mua bằng loa nhái đấy. Loa nhái thôi bác nha. Một dòng loa full 30. Bát cực kỳ sâu, riêng loa này chơi không dùng sấp nha. Thông báo các bác đã chơi loa này không dùng sấp luôn. Không cần dùng sấp luôn. Thùng vách cực kỳ đẹp luôn, thùng cân đồng hoàng luôn. Thùng cân nha. Cực kỳ sâu. To, sâu, đẹp. Đấy. E căng siêu đẹp luôn, e căng là có màng lọc bụi và Phương Nguyễn. Tem Diva Aquatic, cái tem này thì hiện tại đang bị rơi rất là nhiều, bọn em đang phải đặt hàng bên kia gửi về. Thì chắc là có thể là sáng mai sẽ về đến đây, hy vọng sẽ về kịp đến đây. Thì em sẽ thay gắn toàn bộ lại cho các bác. Đấy, hiện tại em mất rất là nhiều này, rơi này. Nó rơi vào cái lớp ngoài bác, nó cái tem này nó có hai lớp, thì nó có rơi một lớp ngoài thì em đã đặt hàng bên kia rồi. Người ta đang gửi về, chắc có thể là mai về đến đây. Tem rất là đẹp, Diva Aquatic. Đấy, 5 triệu rưỡi. Nếu mà nó 5 triệu rưỡi em lại chơi này. Nếu ai có được cái lô loa này giá 5 triệu rưỡi, em mua lại toàn bộ và tặng thêm cho các bác thêm 500 ngàn đồng cho một cặp. Và em không cần báo sống à, nhớ nha. Thực tế luôn. Loa full 30 mà loa này mà bác trả cái giá kinh khủng quá. Loa hại cái phân tần thì em bán được 5 triệu rồi. Nếu ai có đôi loa này em sẽ nhận lại với giá 6 triệu và em không cần báo sống. Chết cãi cũng được nha. Em bao là cháy hết cũng được. Đấy, chỉ cần có loa được. Đấy, em bán làm phúc em phải có công, chứ em bán em đón lỗ thì thật ngày nào bán lỗ em nó sống cái gì, em sống ngay anh. Thì em đang làm phúc em bán rẻ gì nữa, đúng không? Bình thường em bán tăng người ta bán 8 triệu thì em lấy công vài trăm ngàn rồi em bán rẻ cho anh thôi. Cho anh bắt em bù lỗ cái triệu đồng một đôi loa thì bắt em bù lỗ chết à? May em dở quắn luôn. Đúng không? Nó cực thực tế hơn chút chứ. Mà cái đôi loa full 30 thùng cân mà các bác nói câu đó em buồn lắm. Đây. Em sẽ cho tiết lộ mọi người xem cái phân tần của nó này. Nhưng nó các bác là cái phân tần này, với bác khách đền khổng như hôm nay nói đó. Cặp phân tần này của em bán cũng đã được 4-5 triệu rồi. Phân tần dối nha. Một chiếc loa là 2 phân tần nhá. Vậy chứ là một cặp loa là sẽ 4 phân tiền. 4 phân tần này em bán các bác cũng thật là phân tần bãi này em tháo thì em bán cũng phải 4-5 triệu đã mua. Phân tần bát riêng biệt, tép riêng biệt nha. 2 phân tần riêng biệt đồng hoàng. Đây là phân tần bát này, riêng biệt này. Đấy, đây là phân tần tép này, riêng biệt này, cuộn cảm này, lúc nào có 3 cuộn cảm hết này. Cuộn cảm lớn họ cuốn này, 2 cuộn cảm nhỏ là chính này. Đấy, bên này cũng vậy. Họ làm rất cẩn thận luôn. Lúc nào cũng vậy. Một cuộn cảm lớn xong họ sẽ cuốn cho 2 cuộn cảm bé cho hai bên để cân chỉnh cho chính xác. Và đây là phân tần rối toàn bộ nha. Hàn bằng tay hết nha. Cân chỉnh bằng những con tụ bé này. Cân chỉnh này. Cân chỉnh tép này. Cực kỳ chi tiết luôn này. Những con tụ siêu nhỏ luôn. Mấy mi thôi. Đấy. Đây là phân tần rối toàn bộ luôn. Toàn bộ là phân tần rối. Em thấy các bác cái đồ phân tần này nói như bác khách, nếu những người nào mà làm trong nghề đồ phân tần này bây giờ đang giá lắm. Phân tần bãi bây giờ tháo thùng ra em bán cũng đang giá lắm rồi. Thật luôn. Đấy. Còn chưa nói gì đến chất âm hay là loại như thế nào nữa. Cặp vỏ thùng này bây giờ bán cũng được bán chơi được 1,5 triệu đúng không các bác? Nói vui nhé, nếu bán lẻ, nếu mà gọi là tháo linh kiện đấy. Nhưng mà chúng chẳng ai bán lẻ cả, tháo ra cả. Một cặp vỏ thùng đẹp như thế này các bác, thùng cân đồng hoàng nha. Bây giờ các bác đóng hết bao nhiêu tiền ạ? Em xin hỏi một chút hơi ngoài lề một chút, đó là nếu mà các bác đi đóng thùng á, nếu bác nào mà hay đi mua thùng loa về ráp á, thì một cặp thùng loa cân như này, một cặp thùng loa cân như này thì các bác mua vỏ thùng hết bao nhiêu tiền?
mình vỏ không nhá. Mình vỏ không, không có phân tần, không có bông á. Một cặp vỏ này có e căng thôi để các bác sẽ mua hết bao nhiêu tiền ạ? Nói thật luôn, một cặp vỏ nếu các bác mua cặp vỏ thùng loa full thì bên ngoài người ta bán bao nhiêu tiền? Em không mua loa full bao giờ, chưa mua vỏ thùng mà loa full bao giờ. Nhưng mà vỏ thùng loa 5 này em mua rồi. Vỏ thùng loa 5 bắt 20 họ lấy em 800. Bắt 25 họ lấy em tầm 1,1 triệu. Đấy, đó là cặp vỏ thùng bắt 20, chưa có phân tần nhá. Chưa có phân tần, có e căng rồi nhưng mà chưa có phân tần. Đấy là họ lấy em, nếu bắt 25 loa 5 là họ lấy em 1,1 triệu. Là em mua đấy, em mua thật đấy. Hồi trước em mua rồi. Còn 20 họ lấy em 800. Đấy, thì các biết không biết là một cặp thùng, nếu mà cặp vỏ thùng như thế này, sần sần thế này, thì bây giờ các bác mua một cặp vỏ thùng là bao nhiêu ạ? 2 triệu à? Bác bảo Lê mua 2 triệu à? 2 triệu một cặp vỏ thùng, chưa tính phân tần, chưa có bông, căng nhờ. 2 triệu em nghĩ cũng hợp lý. Đóng một cặp vỏ thùng này đâu có đơn giản đâu bác. Đóng một cặp vỏ thùng đâu đơn giản đâu. Các bác mua cặp vỏ thùng Việt Nam đóng đã 2 triệu như bác khách nói, 2 triệu em thấy hợp lý, không hay mắc. Đóng một cặp vỏ thùng ở đâu, đâu có nhanh đâu bác, rất là lâu nhá. Các bác đóng một cặp vỏ thùng này nếu mua lẻ đã mất 2 triệu tiền vỏ thùng đúng không? Một cặp phân tần, ví dụ như phân tần bình thường đây, cái loại bèo bèo các bác đã mua hết tầm cũng 2 triệu đúng không? Chưa nói là phân tần thế này nhá, em chưa nói là phân tần này đâu nhá, em chưa nói là phân tần này đâu á. Đấy là mất thành 4 triệu. 4 triệu em mà tính ráp lo nhái các bác này, em tính là em tính ráp lo nhái này. À, một cặp phân tần là mất 2 triệu, một cặp vỏ thùng mất là 2 triệu là 4 triệu. Một cặp bát loa dùng tầm tạm cũng tầm khoảng độ 2 triệu rưỡi nhỉ. 2 triệu rưỡi các bác. Đúng không? Là dùng được được ấy, chứ còn đừng kiếm quá thì 1 triệu thì mua làm gì? Tầm tạm bắt nhái bắt mới bây giờ 2 triệu rưỡi, cứ cho 2 triệu đi. Thôi 2 triệu đây. Một cặp bát mới bây giờ, bát 30 mới bây giờ mua 2 triệu đồng một cặp là thành 6 triệu. Một cặp tép em cứ cho các bác mua khoảng độ 7-800 đi. 7-800 là tầm khoảng độ hơn 6 triệu. Đấy, nếu mà ráp xong hoàn chỉnh em nghĩ hết tầm khoảng hơn 6 triệu. Đấy, hơn 6 triệu các bác nha. Đấy. Đấy, đấy thì cái giá các bác thấy đấy. Nếu các bác mua về các bác ráp cũng phải tầm hơn 6 triệu. Mà các bác đang dùng hàng nhái nha. Các bác mua các bác về tự ráp á. Gọi là hàng tự ráp á, tự thích để ráp rồi đấy. Thì hàng bèo bèo phải tầm khoảng độ hơn 6 triệu đến 7 triệu. Đúng không? Các bác cứ tính thử và xem, em nói thật mà. Đây là một bài toán rõ ràng rồi nha. Một cặp tép bây giờ bèo bèo 7-800 là loại tép để nha. Em cứ cho như là một cặp tép các bác. Một cặp tép là hết 1 triệu đây. Là 500 ngàn một quả tép. Tép mới là tép đẻo đó. Là loại tép này cũng đẻo lắm rồi đấy. 1 triệu đây. 1 triệu một cặp nha. Là bình thường tép kèn 1 triệu một cặp là quá rẻ, có cả phễu rồi. Có cả họng mà có 1 triệu bạc là quá rẻ rồi, lại bèo lắm rồi đấy. 1 triệu tiền tép nha. 2 triệu tiền bát. Đúng không? Bát các bác mua hết tầm khoảng 2 triệu một cặp là bát đẻo. Là thành 3 triệu. Một cặp tép với lại hai cặp một cặp bát là thành 3 triệu, đúng không ạ? Một cặp vỏ thùng này được 2 triệu một cặp vỏ thùng là thành 5 triệu. 5 triệu với lại một đôi phân tần dùng tầm tạm cũng phải tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Đúng không ạ? Chứ cái loại mà vài trăm ngàn thì tôi chắc không nghe nói đâu. Tầm tạm để hàng dựng hàng mới ấy, cũng phải tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Thì các bác mua về rác cũng là tầm hết tầm khoảng độ 7 triệu rồi. Có đồng ý với không? Các bác mua về tự rác cũng hết tầm đấy đấy. Tính chi phí cũng thực sự là, nếu mà tính chi phí là cũng hết tầm đấy đấy. Chưa tính là công chúng ta làm nữa, cũng phải tầm đấy. Và trong khi là các bác đang chơi toàn bộ là hàng dựng, hàng dựng. Và ngày hôm nay các bác mua một cặp loa là nguyên bản nha, nguyên đai nguyên kiện luôn. À, công suất loa này, công suất loa này là 300 anh, 300W. Đây này, công suất đây này. Đấy. Đấy. Để em lau em cho anh. Đây. Model là AK230, dải tần là từ 55 cho đến 20kHz. Độ nhạy là 98 dB, công suất làm việc là 300W. Đấy, ở trở kháng 8 ohm. Đấy. Đấy. Đây chưa? Thông số ở đây. Đây, này chưa lau này. Bẩn lắm này. Lo em chưa vệ sinh các bác thông cảm nhá. Lo này đây này. Cả đống này em chưa vệ sinh đâu. Em chưa vệ sinh một chiếc nào hết ạ. Em này có cái tính là đi đâu em mới vệ sinh đấy, chứ em không là làm trước. Bận lắm. Bận lắm không có thời gian làm các bác ạ. Em cứ đi đến đâu em vệ sinh đấy thôi. Hàng bãi xịn đàng hoàng, đúng chất bãi. Chứ lau sạch quá nhiều khi các bác là bảo ôi lo gì mà mới thế. Đúng không ạ? Nhiều khi là lo mình lau sạch quá, nhiều người là bảo ôi trời ơi lo là lo mới lo dựng rồi. Hắn bảo lo bãi bãi gì. Đây này, lo của em này từng cái chạm này, em nhìn bác nhìn này.
Đây này, từng cái vết tích này. Đấy, đây là cái vết tích này. Đây là cái vết tích của đúng thằng bãi xịn này. Chính xác chưa? Cái dấu này là không làm nhái anh nhé. Em đố bác nào làm nhái được, bởi vì cái màu ở bên ngoài và bên trong lúc nào nó khác nhau. Màu thời gian này. Đây này, thằng bãi xịn là nó phải có cái này này. Cái này gọi là cái gì các bác? Cái này gọi là vết tích thời gian của thằng bãi đấy. Phòng karaoke ta chiêu. Đấy, chỗ này là có cái ốp giá lên, nó chia lại. Chỗ này là không. Đấy, lo bãi là phải có cái này. Cái chuẩn chỉ nhá. Đấy, chiếc nào cũng vậy này. Còn hàng dựng thì không có đâu nhá. Đấy, hàng dựng là hàng hun khói là người ta sẽ là phun một cái sơn dạ bãi lên cho bác. Phun một cái sơn gọi là sơn làm dạ cũ đi á, thì nó sẽ không có cái vết tích này đâu. Không bao giờ có được. Đây, lo của em là phải có nhá. Chuẩn chỉ chưa? Đúng bãi chưa? Đúng bãi xịn chưa? Đấy, bây giờ là bãi, nhiều khi là bãi còn giá trị hơn mới ở chỗ đó đấy bác. Lo thì thùng vách đẹp. Ô, JBL bát 30 hết rồi anh. JBL bát 30 thùng nhựa hết rồi, không còn. Hết mất rồi. Em có B3 thùng nhựa rồi, B3 thùng nhựa rồi anh ạ. Thùng E căng đẹp không? E căng đẹp nhá. E căng này có mang đồ bụi nhá. Tem đi vào Alcotic nhá. Đấy. Thùng là thùng cân nhá. Thùng nguyên bản, thùng cân các bác nhá. Thùng cân nguyên bản nhá. Đấy, thùng cân nguyên bản nhá. Đấy. Ok chưa các bác? Ok chưa? Ok chưa? Quá chuẩn chỉ đúng không? Sao đây? Anh kiểm tra xem cái kênh này đang quay ở kênh nào đây? Pro hay là sao mà không là xem? Em nghĩ là kênh kia với ít cái này chứ. Anh kiểm tra nào. Em nghĩ hình như đang nhập Pro này. Anh lên thoại anh kiểm tra nào. Đăng nhập lung ta lung tung này, có khi người ta không nhớ thôi được. Em cứ mặc định là cái máy này, máy anh đừng cứ đăng nhập lung ta lung tung suốt ngày, ai để ý được. Bắt 30 chứ anh Thịnh Nguyễn ơi, bắt 30 chứ. Đây là bắt 30 anh, bắt 30 anh nhá. Bắt 30. Và tối nay các bác sẽ vào kênh em nhá. B3 bắt 30 thùng nhựa có. Đấy, các bác muốn mua lo này tối vào kênh em. Đây là bảo các bác lo này, các bác tối nay sẽ phê luôn về cái giá em bán ra. Em sẽ bán cho bác một cái giá bằng loa dựng. Em sẽ bán cho bác một đôi loa bãi. Bãi xịn bằng giá bằng đôi loa dựng. Rồi, với chất liệu nó mang lại thì mọi người yên tâm đây. Đấy, em sẽ quay sơ qua đây. Tối nay em sẽ quay chi tiết nhá. Tối nay em sẽ quay chi tiết. Các bác cứ tính giá đô la dựng đi. Các bác cứ tính giá một đô la dựng đi. Một đô la dựng tầm rẻ tiền đấy. Tầm rẻ đấy, chứ không phải tầm đô la dựng tầm cao nhá. Các bác hãy mua tính cho em một cái giá một đô la dựng loại rẻ. Full 30 loại rẻ. Khoan xem bao nhiêu tiền. Thì tối nay em sẽ bán cho các bác một cái giá bằng đô la dựng đó. Đấy. Thì như khi nãy chúng ta vừa tính xong, chúng ta đã làm vừa làm bài toán xong, thì khoảng giá để dựng được một đôi loa, dựng được một đôi loa tầm vừa thì cũng đã hết mất tầm 7 triệu đúng không? Đúng không ạ? Và tối nay các bác vào kênh em đúng 19:03, các bác lưu ý nhá. Lưu ý lên tối nay bán hàng á. Tối nay bán hàng á, lưu ý luôn. Giá sẽ không cố định. Lưu ý là tối nay bán hàng giá không cố định nhá. Giá sẽ càng rẻ nếu càng được các bác nhiều người vào ủng hộ. Càng đông người xem càng được ủng hộ nhiều thì giá sẽ càng rẻ các bác nha. Càng rẻ. Lưu ý nhá. Đây, ngày hôm nay em sẽ hết mình với các bác luôn. Tối ngày hôm nay sẽ hết mình với các bác luôn. Một buổi tối ngày thứ tư sẽ bùng cháy với các bác luôn. Và các bác hãy vào kênh em vào tối ngày hôm nay. Đây, thông báo luôn. Dòng sư lo này sử dụng tép xanh. Sử dụng tép xanh. Có một thương hiệu mà các bác đã khá là quen thuộc. Nó giống y chang con tép của cái lo lát. Nó cùng con tép của màu đen lát luôn. Của hãng lát các bác nha. Lo này tiết lộ luôn là sử dụng tép của hãng lát. Dòng tép xanh của hãng lát. Đấy. 2 phân tần. Bát của Diva Acoustic. Đấy. Côn 65. Dòng lo này mang cực sâu. Cho tiếng bát siêu mạnh luôn. Dòng lo này cho tiếng bát siêu mạnh luôn. Cực kỳ sâu, mang cực kỳ sâu. Em bao các bác luôn đôi loa này, các bác về đánh không cần dùng sấp. Không cần phải dùng thêm sấp nha. Cam kết luôn. Cam kết các bác loa này dùng về dùng không cần dùng sấp luôn. Với khoảng không gian 30 mét vuông thì không cần dùng sấp nữa. Bởi vì bát nó quá sâu luôn. Bát nó quá sâu luôn các bác. Nó là quá sâu luôn, nó phải sâu thường đâu. Và tối nay các bác hãy vào bên em ủng hộ nha. Càng đông càng tốt các bác. Chúng ta hãy vào thật đông vào. Thật đông thì chúng ta sẽ có cơ hội mua đôi loa này giá tốt nhất. Em cũng rất là muốn. Em xin phép là không tiết lộ giá bây giờ.
nhưng mà em sẽ bán các bác một cái giá tốt nhất bằng đô la dựng. Các bác cứ tính cho em một đô la dựng, khi nãy chúng ta bán một đô la dựng bao nhiêu ạ? Khi nãy chúng ta vừa tính một làm một bài toán là dựng lên một đôi loa rap Việt Nam rap. Em với các bác vừa làm một bài toán đó là tính cho một đôi loa của Việt Nam rap. Việt Nam rap lên thì khoảng bao nhiêu tiền? Thì em với các bác vừa tính rồi là khoảng 7 triệu một đôi. Đúng không ạ? Các bác vừa tính là đôi loa rap của Việt Nam khoảng 7 triệu đúng không? Và tối nay em sẽ bán cho các bác một đôi loa này giá còn tốt hơn cả đôi loa rap nữa. Nếu các bác vào ủng hộ thật nhiệt tình. Vì coi như là em sẽ giảm tiền để cho chúng ta cùng đông vui. Cùng đông, càng đông càng vui các bác. Đó là một cái mà em rất là vinh dự nếu được phục vụ các bác. Các bác đồng ý với em ạ? Các bác đồng ý không ạ? Tối nay mọi người vào đông chưa? Đôi loa này vào không mua để phí. Em thật các bác là 40 đô duy nhất nha. Lát này sẽ có video test thử, không phải lo, anh không cần hỏi đâu. Em lo hết các bác. Em làm việc rất là bài bản các bác, phải lo. Trước khi em like em sẽ phải test kỹ càng cho các bác. Tăng video test cho mọi người nghe. Không phải lo. Tất cả những cái gì liên quan đến cái lo này em đều phải làm sẵn hết cho bác. Các bác chỉ cần việc sơi thôi. Đấy. Ok không? Tối nay các bác chỉ cần việc sơi thôi. À, bác Kiếm Văn Tuấn 3 triệu hả anh? Em sẽ tặng cho anh Tuấn thêm 3 triệu nữa nếu anh Tuấn chỉ mỗi cho em lấy loa này. Không cần bao sống. Ok không? Đôi loa này nếu bình thường các bác mua ngoài thị trường, em thề các bác luôn. Các bác mua ngoài thị trường nếu mà người ta lấy được loa này của em. Nếu không phải là em lấy và người khác lấy được loa này á, thì giá đôi loa này phải tầm 8 triệu. Đặc biệt. Phải tầm 8 triệu. Bởi vì người ta sẽ căn cứ theo phân tần và cái bát loa là nhiều. Cái phân tần của loa này nó quá chất luôn. Cho nên người ta sẽ căn cứ vào thứ nhất là thiết kế kiểu thùng. Là cái kiểu thùng loa này là rất là đẹp. Cái thùng loa này. Anh Nguyên Tuấn mua cho em một đô la rap 400 triệu rưỡi đi anh Tuấn, để bắt 30 mà. Vô lý kinh ấy. Các bác đưa ra một cái giá, nhiều khi em các bác tham khảo cho thật một chút đi. Các bác đưa cái giá vô lý kinh khủng luôn. 400 rưỡi em tặng đi cho anh thêm 1 triệu nữa. Em tặng thêm cho anh 1 triệu, anh cho em một đôi loa không cần sống, chết hết cũng được. Em mua không cần bao sống nha, không cần bao đẹp luôn. Cơ miễn là đừng có vỡ nát thùng là được. Sứt xẻo em đồng ý luôn. Em không cần anh bao sống luôn. Chết em cũng ok luôn. Em tặng thêm cho anh 1 triệu nữa. Các bác thực tế chút đi, em đang rất là nhiệt tình đấy. Các bác cứ bình luận những cái vô lý chết được á. Trên đời làm gì mua được cái đôi loa bát 30 mà loa full mà giá đó. Cái đôi phân tần này xin thưa các bác luôn, em bán bằng cái giá anh vừa nói xong. Bây giờ bắt vào người. Cái giá anh vừa nói cho em á, em có thể với anh luôn, anh mới mua được một hai đô phân tần này thôi. Một chiếc loa này là 2 phân tần. Xin thưa luôn, một chiếc loa này là 2 phân tần bắt tép riêng biệt, là tổng cộng một đô là 4 phân tần. Cái giá tiền mà anh vừa nói cho em á, nó chỉ mua được cái bộ phân tần này thôi. Em thề với anh luôn. Phân tần hàng bãi. Đây là phân tần dối. Đây là phân tần dối nha. Các bác vui lòng thực tế một chút đi. Các bác đi mua một đô loa ráp hàng Hưng Yên ráp, các bác lại mua 7 triệu rồi các bác đi chở hàng loa bãi của em, các bác trả cái như thế là mua rau ấy, sốt ruột chết được à. Đúng rồi, các bác trả đấy em sốt ruột lắm. Sốt ruột lắm, bởi vì cực kỳ sốt ruột luôn. Sốt ruột lắm, các bác nói thế nhiều khi em lại buồn nữa các bác. Nó thực tế em rất là muốn, bởi vì nó thật các bác là tối nay em bán rẻ thật. Em bán cho các bác là bán hết lòng đấy. Mà các bác còn bảo vào là chê mắc hay cái gì, thực sự là em có thể em sẽ cắt cái live stream luôn, bởi vì nó thật các bác luôn, đụng nó lòng từ ái các bác. Khi mình hết lòng rồi mà các bác cứ chọc ngoáy nó buồn bồ nói vậy là nhiều khi là người ta là tưởng thật đây. Người ta là nghĩ cái này cái kia, em rất là buồn. Em bán hàng các bác cực kỳ tâm huyết luôn. Em bán hàng các bác cho các bác cực kỳ tâm huyết luôn. Khi em đã nói thật các bác là em bán kiểu là lấy công cho có, lấy công mà xỉ hoặc là vài trăm ngàn đô la là em nói thật là em sẽ làm. Cho nên là khi mà đô la này, khi em mà nói giá là nó thật các bác luôn. Gần như là cái tiền công em là có các bác. Em thật các bác luôn. Bình thường đôi loa này nếu bán bình thường em bán sẽ là bán tầm 8 triệu. Thì em sẽ có công đôi loa này tầm khoảng 1 triệu, hơn triệu. Nó thật luôn, nếu đôi loa này em bán bình thường những cửa hàng khác còn ta bán thì sẽ có công 1 triệu, hơn triệu. Như hôm bảo tối nay em sẽ bán các bác là em bán là bán bằng giá sỉ, em bán cho mọi người, em chỉ lấy công, nó thật các bác. Nấy này. 500 ngàn. Một đôi loa. 40 đôi. 10 đôi là em có 5 triệu. Em không phép các bác nha. Đúng không ạ? 10 đôi em có 5 triệu. Em có 40 đôi là em có 20 triệu ở đây. Em bán được một đêm là quá ngon rồi. Em không nói phép các bác nha, một đêm mà em kiếm được 20 triệu là quá ngon rồi. Đấy, trừ chi phí thợ thiền thì tầm hết mất tầm khoảng vài triệu thôi.
Thợ thiền một ngày một người cũng vài trăm, thì em tính là trừ hết chi phí đi, em cũng được mười mấy triệu một đêm, là quá ngon đối với em rồi. Một đôi lo này em 500 ngàn đồng công, em thấy cứ bác luôn. Một đôi lo này em lấy cái bác 500 ngàn đồng công, và tối em sẽ bán cái bác bằng cái giá em lấy 500 ngàn đồng công, bằng bán thợ. Đấy, cho nên là khi bác nói giá được bác luôn là em nói giá cực kỳ tâm huyết. Chứ còn nếu bình thường đôi lo này ra ngoài thị trường, người ta sẽ bán cái bác tầm khoảng 8 triệu, người ta lấy công của bác tầm khoảng triệu, hơn triệu. Em hứa luôn đấy. Nhưng mà tối nay em sẽ bán cái bác bằng giá dưới 7 triệu. Cực kỳ tâm huyết luôn. Em thề cái bác luôn đấy, em không nói giấu cái chuyện này nha. Bởi vì một đêm em kiếm được như vậy là em quá ngon rồi. Công sức em như vậy là tuyệt vời rồi. Em trừ những cái rủi ro rồi. Em trừ những cái rủi ro 20 triệu của em phải trừ là chi phí này, xốp này, băng keo này, chi phí nhân công này, rủi ro này. Rủi ro này. Rủi ro là gì? Hàng bãi ấy, bị túm hay sao, công an bắt hay sao? Hôm rồi em bị bí mày bắt vào đôi. Chi chuột cái được nha. Rủi ro này. Thì một đêm nó thật các bác, tiền công em bắt hết lô lo này được mười mấy triệu, gần 20 triệu. Đó là quá xứng đáng rồi. Thực sự luôn, những cái gì em bỏ ra. Đúng không ạ? Cả một lô lo em bán 40 đô được như vậy là quá xứng đáng chưa ạ? Không phải là nhiều đâu nha. Các bác bảo nhiều, đố các bác làm rồi đấy. Một đô lo này em lấy bán bằng giá bác sĩ. Là đã nhiệt tình lắm rồi, thật các bác luôn. Cực kỳ tâm huyết đấy. 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 Và các bác đi, em vừa làm bài toán cho mọi người xem này đúng không? Các bác đi mua một đô lo ráp hàng Việt Nam. Em vừa làm bài toán cho các bác rồi. Các bác vừa làm một bài toán hàng Việt Nam ráp. Em tính với mọi người này, một cặp vỗ thùng 2 triệu đúng không? Đúng ạ. Một cặp vỗ thùng bát 30 2 triệu là rẻ đấy. Còn cái loại mà 1 triệu 7 triệu 8 là cái loại siêu mỏng này, không tính tiền rồi. Một cặp vỗ thùng bình thường các bác mua hết khoảng 2 triệu một cặp vỗ thùng bát 30 lo full. Đấy, em nói tính cho mọi người ra luôn này. Một cặp tép lo lại đéo hàng mới 8-900 đến 1 triệu. Cứ cho 1 triệu giải tính nha. 1 triệu giải tính là mất bao nhiêu? Là bao nhiêu ạ? 2 triệu cộng 1 triệu là thành 3 triệu. Đúng không ạ? Một cặp bát các bác cứ mua lại hàng đéo lắm thì cũng phải 1 triệu, 2 triệu một đôi chứ. 1 triệu một chiếc chứ, bát mới mà. Bát 30 có đéo cũng phải tầm cũng phải 1 triệu một cái mới dùng được chứ, có lại mà rẻ hơn thì dùng cái gì? Đúng không ạ? Em cứ cho loại đẻo đây là 2 triệu một cặp đây, là 1 triệu một chiếc đi. Là thành bao nhiêu? Là thành 5 triệu. Đúng không ạ? 5 triệu đúng không ạ? Rồi. Các bác mua một cặp phân tần mà dùng được đi. Là bao nhiêu các bác? Một cặp phân tần ở đâu? 6 triệu 7 triệu chứ. Một cái tép 1 triệu này, cái thùng 2 triệu là 3 triệu này. 3 triệu với lại cặp bát 2 triệu là thành 5 triệu này. Một cặp phân tần các bác dùng được cũng phải tầm 1.5-2 triệu chứ. Cứ coi là 1.5 triệu đây. 1.5 triệu đây là thành 6.5 triệu. 6.5 triệu với công các bác bỏ ra. Ai rắp cho các bác? Công các bác bỏ ra cũng phải 500 chứ. Cũng phải tính ở đấy chứ. Chứ là đâu mà các bác mang về các bác lắc đấy là người ta rắp cho mọi người. 500-7 triệu. Các bác mua một đôi loa hàng Việt Nam rắp đéo cũng hết tầm 7 triệu. Em xin thưa luôn. Còn các bác đã có thể mua được đô lo rẻ hơn vẫn có. Nhưng mà thật các bác nếu mà rẻ hơn thì chắc các bác ngồi nghe đài thôi. Chắc không dùng nổi. Mà em khẳng định các bác là 7 triệu mà đô lo mới ráp thì chắc là các bác tự hiểu rồi. Với những cái gì các bác nhận lại các bác tự hiểu rồi. Đúng không ạ? Em không giải thích thêm nhá. Thì một cái giá nó khá thực tế luôn. Nó khá thực tế rồi bác. Các bác khá là dễ để kiểm tra thôi. Lên mạng là có ngay lập tức mà, đơn giản nào có gì đâu. Đúng không? Không khó để chúng ta kiểm tra cái giá này. Bác lên mạng là bác tra thoải mái. Các bác tra xem một đôi bát bao nhiêu, một đôi tép bao nhiêu, một đôi phân tần bao nhiêu. Bông này, bông nó chưa có, khi mua bộ thùng nó chưa có bông đâu nhé. Đấy, thì các bác cứ tính thôi. Đấy. Thì tối nay em sẽ cho bác một cái giá. Thì các bác, mọi người sẽ nghĩ một đô la full 30 bây giờ thực thiền chúng ta sẽ mua giá bao nhiêu nhỉ? Một đô la full 30 bình thường chúng ta hay mua giá tầm khoảng 8.5 triệu. Khoảng 8.5 triệu các bác. Một đô la full 30 bình thường chúng ta hay mua là giá khoảng 8.5 triệu đúng không? Hôm nay vẫn rẻ. Ok chưa? À, đây là bộ dàn bác khách nhờ cài đây. Em mới bắt đầu đóng cài bác đây. Đây là một bộ dàn bác khách nhờ cài. Bác đã mua một đôi loa VH12 rồi. Hôm nay bác có gửi cái đôi, bác có gửi bộ dàn này em cài thêm cái đôi DBX nữa. Đấy, em mới cài xong bộ dàn của bác khách rồi. Thì hôm nay đóng gửi lại cho bác đây. Không biết được của ai đây, biết nữa.
Đấy. Hai đôi là cuốn không phải bỏ huy chính à? Đây. Đây bác. À, đôi này là đôi loa này là của bác khách nào đây, không biết của ai nhá. Bác, của bác nào thì bác ra nhận nhá. Đây. Đây. Đấy. Đây là đô la full MUF VH12. Kèm theo đó là một đô la DMX KS12+. Đấy thì đây là bộ dàn bác khách gửi về toàn bộ cho em cài. Thì em đã mới đồng bộ lại cho bác khách rồi. Khá là ok. Đấy thì bây giờ sẽ gửi cho bác khách lại đấy. Còn đây là đôi loa BMB nhá. Đây là đôi loa BMB 5 cái xin lỗi 3012. Đấy loa full hôm nay bọn em đóng hàng đây, nó đóng hàng đi bác nhá. Đây. À có em ship toàn quốc anh, tất cả hàng em là ship toàn quốc nhá. Tất cả em là ship hàng toàn quốc nhá. Hàng ship toàn quốc các bác. Đôi loa này bác đẹp không? BMB này 16 triệu bác này. Hưng In đôi loa này họ bán là hình như 7-8 triệu đấy. Đôi loa này nếu mà của Hưng In bán thì tầm khoảng 7-8 triệu. Còn nhà em bán 16 triệu bác. Đấy. Nhà em bán 16 triệu đô la này, còn ở Hưng In người ta bán khoảng 7-8 triệu. Đấy. Cái này nhá. À, không các bác. Đây là BMB CSS 3012C bác nhá. 3012 nhá. Đấy, loa chất lắm. Nhưng mà giá nó cao bác ạ. Chất nhưng mà giá nó cao đấy. Nó tóm lại là tiền nào của đó bác ạ. Nó cũng xứng đấy. Loa này thì nó cũng phê. Nhưng mà giá nó cũng cao. Đấy. Loa full mà ba, loa full 30 mới giá 2,5 triệu. Loa full 30 giá 3 triệu. Ô mẹ ơi. Em chịu đấy. Các bác bảo cho em đi ráp em không ráp nổi. Như vậy là quá rồi. Một đôi loa full mà họ ráp ra xong họ bán các bác có tiền lời rồi. Em nói thẻ các bác này. Một đôi loa full họ ráp mà họ không lời là 500. Đốt thằng Din là nó làm. Em nói thẻ luôn đấy. Thằng Din là nó làm một đôi loa full nó bán ra đền công nó không được 500. Em thẻ các bác luôn. Trong khi đó là nó qua bao nhiêu bữa. Thằng đóng loa cũng phải lời một vài trăm này. Thằng đóng thùng loa phải lời một vài trăm này. Cái thằng rap cũng phải có tiền công một vài trăm này, thằng bán loa phải một vài trăm này, mà bán ra 2,5 triệu, 3 triệu, thằng Din nào nó nghe được. Mà đôi loa full mà đóng tiền trừ tiền công hết rồi, cứ mỗi thằng ăn một tí, cứ mỗi thằng ăn một tí mà bảo các bác họ rap được 2-3 triệu, em đố bác rap rap kiểu gì cơ. Chẳng nhẽ cái một cả bộ thùng họ bắt 500 ngàn một bộ thùng, rap thì đóng cái quái được một cả bộ thùng trời, các bác nói vô lý kinh khủng đó. Em thấy vô lý á. Nếu mà có thật thì em thấy quá giỏi. Nếu mà ai bảo làm là một đô la full giá 2,5 triệu thì em quá khâm phục luôn, quá giỏi. Chưa dù loại đó là loại nát em thấy còn quá giỏi. Em không tưởng tượng là bác mua được giáp loại đó. Em không tin. Một cặp vỏ thùng người ta đóng ra bèo bèo được phải 1,5 triệu, 2 triệu. Tiền công người ta bao nhiêu công sức làm một cặp vỏ thùng mà mất cả ngày ngày đâu, có nhanh đâu. Làm công nghiệp thì làm công nghiệp chứ. Làm gì mà nhanh đến mức đó, lời đến mức đó. Em không tin. Ôi trời ơi, như vậy là quá kinh khủng luôn. Em nói thật các bác này, làm bài toán đơn giản nha. Một cặp vỏ thùng bán ra, một thằng là đóng ra cũng phải lời vài trăm. Nó đóng một cặp vỏ thùng bán, nó bán 1 triệu thì nó cũng phải lời 300 ở đó. Nó mới làm. Một cặp vỏ thùng đèo phải 300 nó mới làm. Ít nhất là 300 trừ chi phí rồi. Một cái bát loa nó bán ra bán rời cũng phải lời một vài trăm, 100, 200 ngàn đó. Một cái tép loa nó bán ra nó phải lời 100 ngàn tiền công. Một cái phân tần nó bán ra, nó cái thằng bán phân tần nó làm ra phân tần nó cũng phải lời 100 ngàn một cái. Nó mới làm chứ, công sức nó bỏ ra. Một cái thằng ráp xong rồi về bán lại, một đôi loa phải lời 300-500 ngàn, bèo phải 500 ngàn thằng các bác ấy. 300 ngàn là mà thèm cả. Trời em làm thèm rồi, em không làm. Nếu không được 500 ngàn thì không làm. Bán một cặp loa ra mà không được 500 ngàn em thèm thì em làm, nó thẳng luôn. Trời em không làm. Một cặp loa full đâu, một cặp loa thanh lý đâu, loa con đâu. Một cặp loa full mà bán ra không được 500 ngàn em cho em không làm. Nó thẳng luôn, em thay em đi làm cứ vạn em không làm. Thật các bác, rủi ro bao nhiêu thứ vận chuyển đến nó bồn hàng hay sao. Cho em không làm. Bác cái bán như vậy là quá ok luôn. Quá tuyệt vời, nếu bán ra đó là quá kinh khủng luôn. Vậy em không hiểu là trong đó có cái gì.
em không hiểu được là trong đó nó có cái gì không biết. Nhưng mà nếu bán ở giá đó là quá kinh khủng. Em không tưởng tượng được, nếu bây giờ cho em tiền em làm em không làm nổi. Thực sự luôn. Nếu cho em tiền làm em cũng không làm nổi. Nếu bác có cho em 3 triệu thì không nói 2 triệu rưỡi đây. Em cũng tự ráp, em tự đóng, em cũng không ráp nổi. Em không ráp nổi luôn. Nói thật là em không ráp nổi. Em chịu thua. Em không ráp nổi luôn. À không, em không cho là nhất anh dân trần, em rất tôn trọng những mọi người khác nha. Nhưng mà thực sự là nếu có giá đó thì em phải, đó là quá giỏi. Bác bán rất là quá tuyệt vời đấy. Bởi vì cái giá đó gần như mọi người mua về lấy vỏ cũng được. Các bác chỉ cần mua về lấy vỏ thôi, không cần lấy lo. Bởi vì cái giá đó là các bác mua gần như là mua cả bộ thùng rồi, cũng quá là ngon rồi. Giá nó quá rẻ. Đối với em là người buôn bán, nhưng em nói thật là quá rẻ. Quá rẻ luôn. Thực sự luôn. Nếu mà bây giờ bảo em cho em lắp, em không lắp được. Em không làm được điều đó, thực sự là em chịu thua. Em không ráp được các bác ạ. Thực sự là em không ráp được nha. Thực sự luôn. Và em không hiểu là trong đó là những cái gì. Nhưng mà thực sự với giá đó là em nghĩ em không làm được. Bởi vì thật các bác, nếu mà cặp bắt lo không em bán cũng phải tầm 2 triệu mới bán. Bắt bằng bãi, bắt đều đều nha em mà bán 2 triệu mới bán. Nói thật luôn. Em không có danh dự các bác luôn. Một cặp phân tần này bây giờ em bán ít nhất phải 3-4 triệu em bán. Em thề các bác luôn. Nếu mà một đôi phân tần là 4 cái lo này, nếu các bác hỏi mua em tháo thùng em bán. Em thề các bác giữ trả dưới 4 triệu em không bán. Các bác giả em dưới 4 triệu em không bán. Em thề các bác luôn. Em hứa luôn đấy, không phải em ăn mắc đâu. Nhưng em thề các bác luôn, nếu các bác trả em dưới 4 triệu em không bán. Với cặp phân tần này, cặp phân tần này nhá, là một đôi là sẽ 4 cái phân tần. Các bác trả em dưới 4 triệu em không bán. Em thề luôn. Các bác là chửi em bán mắc không được. Dưới 4 triệu em không bán. Đấy. Em thề luôn đấy. Với cả phân tần này, nếu ra thì dưới 4 triệu không lấy. Em không bán đấy. Thẳng các bác năn nỉ không bán. Em thẳng các bác luôn. Đấy. Riêng với lò và các bác, chất lượng những ai mà chưa âm thanh đấy, chỉ cần nhìn cái phân tần lo bãi là người ta cực kỳ người ta mê luôn. Phân tần lo bãi gần như người ta nó thật các bác luôn, muốn mua không ai bán. Vì sao nhà em lo vỡ rất là nhiều. Đấy. Đúng không ạ? Nếu những người chưa âm thanh ấy, vì sao nhà em có rất là nhiều lo hỏng nhưng mà phân tần em không dời bán. Bởi vì chỉ những người ta chưa âm thanh nó mới hiểu được giá trị của nó thôi. Còn đối với các bác thì có nhiều số người để bảo là có loại vứt đi làm gì đâu, nhưng mà thực sự là đúng vứt đi thật. Đối với người bình thường là vứt đi thật, nhưng mà đối với người ta biết đấy, người ta chơi âm thanh ấy, thì thường là quý lắm. Vứt đi thật đấy nhưng mà vẫn giữ. Vì sao nhà em giữ hết toàn bộ những cái phân tần hư. Những cái phân tần hư thì không dùng nữa nhưng em vẫn giữ lại hết toàn bộ đây này. Em giữ hết các bác. Em giữ hết những cái phân tần hư lại, không bao giờ em bán. Rất là nhiều người đến hỏi em không bán. Đây. Rất là nhiều này. Em không bao giờ bán nhỉ. Vì sao em không bán bao giờ cả? Mặc dù em có nhưng không bán. Bao nhiêu người hỏi em không bán. Đây. Những cái phân tần hư này. Đấy. À không, em đâu bán hàng đâu anh. Hôm nay đâu bán hàng đâu. Anh xem nhầm video rồi. Video này không phải là gì mà video bán hàng anh. Bán hàng tối nay mới bán mà. Tối nay mới bán hàng anh nhá. Tối nay bây giờ đang live stream chơi mà. Đang live stream giao lưu với các bác mà. Đã bán hàng đâu. Đấy. Còn lô lo này, tối nay các bác nào muốn mua vào kênh em. Đấy, nó thẳng các bác là giá em bán như vậy. Bình thường mà nó lo là full em bán ít khi dưới 8 triệu đâu. Bình thường mà nó lo full 30 em bán ra bèo nhất cứ tầm 8 triệu rưỡi trở lên. Bình thường em bán ra cũng tầm 8 triệu rưỡi trở lên. Em thề các bác luôn. Các bác cứ vào kênh của em từ bây giờ đổ lại về trước mà xem. Từ đến giờ được đến khoảng giữa năm ngoái mà xem. Nhà em không bán lo full 30 dưới 8 triệu rưỡi. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tối nay em sẽ bán cho các bác giá dưới cái giá đó. Đây là lần đầu tiên các bác nhá. Em thật các bác là cũng chẳng có ai nói bạn em bán mắc được cả. Bởi vì bình thường em bán trên 8 triệu chưa ai dám nói của nó. Bình thường lo 30 của em rẻ em phải bán tầm 8 triệu rưỡi trở lên. 8 triệu rưỡi trở lên. Còn những lo rẻ hơn chỉ lo thành lý thôi. Chỉ có lo lỗi thôi. Cái một đôi lo lỗi em là bán hơn 7 triệu rồi. Một đôi bát 30 nếu hàng thành lý lỗi giá cũng đã hơn 7 triệu rồi.
Thật luôn đó bác. Mọi người nghĩ sao nghĩ? Một đôi loa bãi 30 hàng full. Nếu lỗi cháy làm lại em có thể bán hơn 7 triệu. Một đôi loa zin rẻ nhất. Đây. Một đôi loa full rẻ nhất em bán bình thường cũng đã tầm khoảng độ một đô la full 30 rẻ nhất cái nhà em bán cũng tầm 8 triệu rưỡi trở lên. 8 triệu rưỡi trở lên là rẻ nhất. Còn trung bình là từ 9 triệu rưỡi trở lên cho đến 12 triệu là đó tầm giá mà em hay bán. Một đô la full 30. Giá này công khai nhá. Giá đô la nào cũng công khai cả, các bác lên so giá thoải mái mà. Đúng ạ. Đó là một cái giá mà em bán được. Còn bỏ rẻ hơn thì em chịu. Nhà em không có loại lo đơn rẻ hơn. Đấy. Và bây giờ thì là đầu tiên em sẽ bán cho các bác một lô loa. Một cái lô loa mà chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ ưng ý. Đấy. Các bác hãy đợi em. Ok. Nha. Ăn lãi nhiều thế. À đúng rồi. Em ăn lãi nhiều mà anh. Đô loa này em bán 16 triệu anh này. Đô loa này em bán 16 triệu này. Chắc lãi nhiều lắm. Đây này, đô loa này này. Đô loa này em bán 16 triệu anh này. Đô này em bán 16 triệu anh này. Đô này em bán 16 triệu này. Đấy, trong khi Hưng Yên người ta bán có 8 triệu anh. Đô loa này em bán 16 triệu trong khi Hưng Yên người ta bán có 8 triệu thôi, 7 8 triệu thôi. Đây. Đây nhá. Đôi loa này em bán 16 triệu. Còn ở Hưng Yên thì các bác muốn mua rẻ hơn có thể ra Hưng Yên người ta bán khoảng 6 triệu đến 7 đến 8 triệu một đôi. Rất là rẻ bác nhá. Rất là rẻ. Đấy. À, vậy là em bán mắc người ta gấp đôi đấy. Các bác à, nếu mà muốn mua giá rẻ thì có thể qua Hưng Yên, còn nhà em là bán đô loa là 16 triệu. Đô loa này em bán đô loa này em bán 13 triệu. Đấy. Đô loa này là em bán 13 triệu. Nếu các bác có mua rẻ hơn thì Hưng Yên có tầm, em nghĩ cũng tầm khoảng 6 triệu 7 triệu. Có. Đấy. Đấy. Ok không ạ? Ok không ạ? Đô loa này em bán 13 triệu. Ok không ạ? Đô loa này bèo em có, hiện tại bây giờ em bán 11 triệu. Đô loa này em bán 10 triệu rưỡi. Ok không ạ? Đô loa này em bán 10 triệu rưỡi. Nếu các bác ra Hưng Yên tầm khoảng 6 triệu. Vậy thì các bác là gì vậy? Các bác đang nghĩ ở đâu vậy? Các bác đang nghĩ ở đâu ạ? Đô loa này em bán 10 triệu rưỡi này. Đô loa này em bán 11 triệu. Đô này bán 13 triệu. Đô loa này em bán 16 triệu. Đô loa này em bán 16 triệu anh này. Ở ngoài Hưng Yên bán khoảng, chắc khoảng 6-7 triệu thôi. Ở ngoài Hưng Yên người ta bán tầm 6-7 triệu rồi anh. Đấy, 6-7 triệu thôi. Em bán 16 triệu một đôi. Lại một nữa. Đúng rồi, bác khách vào nó lại một nữa. Đúng rồi, bác phải tới anh. Bác... Chỉ có những người não bé suy nghĩ như vậy các bác. Các bác trên đời đã thấy cái gì mà tiền ít mà đòi hít cái thơm thơm chưa? Hả? Em xin phép là em nói bậy một chút nha. Các bác đã bảo là em bán đồ lo này 16 triệu, người Hưng Yên bán 6 triệu, vậy em lại một nữa. Em lại một nữa các bác ạ. Các bác là chơi, đang xem video của em. Các bác đang xem video của em, các bác đang nghĩ gì? Các bác đang nghĩ gì vậy ạ? Bác Nguyễn Anh Tuấn, bác Dân Trí Trường, bác Nguyễn Quốc Sơn, các bác đang nghĩ gì vậy ạ? Các bác đang nghĩ gì vậy? Các bác đang nghĩ cái so sánh cái loa của em với cái loa đó hả? Đang so sánh hả? Các bác đang so sánh một cái gói âm ta, một cái gói âm pha tàu và một cái gói âm pha hàng chính hãng hả? Các bác đang nghĩ cái gì vậy? Đang nghĩ cái gì vậy? Các bác cứ nghĩ là đi một cái xe Trung Quốc nó giống như một cái xe hàng xịn chính hãng hả? Chẳng có đâu. Các bác đây so sánh như thế mà em bác mà vẫn so sánh vẫn rất là tâm huyết, các bác chỉ bình luận là em chịu rồi. Thực sự luôn, em đã nói đến mức đó để các mọi người tự hiểu nha, các bác không hiểu. Các bác ơi, thật đấy, không phải em chọc ngoáy đâu nha. Mà em nói đến mức đó để cho bác khách bác tự hiểu. Để cho hai mấy bác tự hiểu. Em nói như thế là các bác phải tự hiểu rồi, nhưng các bác lại bảo em là gì? Ăn lời một nửa. Có nghĩa là bình thường người Hưng Yên người ta bán có 6 triệu, em bán 16 triệu và hơi hơn một nửa.
Đấy. Đúng, tất cả đây là máy trạch đông, chính xác anh. Đúng rồi, chính xác, này bạn bãi rác. Em tự hào là em bán hàng bãi rác anh. Em đang tự hào để em bán bãi. May mà lo bãi rác thì bán ra đó nha. Nếu mà lo này lo mới em bán khoảng 3 triệu. Các bác bảo là khoảng 3 triệu mà, đúng không? Các bác khách đồng bảo là khoảng 3 triệu. Nếu mà lo này lo mới. Còn lo này lo bãi em bán cao đấy anh ạ, gấp đôi á. Gấp đôi á. Anh nhìn cho em này. Lo của em là một bãi rác luôn anh. Anh nhìn này. Nó khác nhau là chỗ này này anh này. Đây anh này. Nó khác nhau chỗ em này. Là cái chỗ này anh này. Là cái chỗ bụi này này. Nó khác nhau vậy anh ạ. Còn riêng cái loại này mà loại mới nha, thì như bác khách mọi người hay nói đấy, 2 triệu rưỡi 3 triệu. Ok. Đúng không ạ? Đấy. À bác chia cho dân trí Trần, bác đã qua bên Trung Quốc rồi. Bác là một người Việt Kiều rồi. Bác đã vừa qua bên Trung Quốc mà bác có vẻ bác bình luận như vậy. Em xin thưa với trên thế giới này, những cái gì anh nói này thì tôi biết cách đây khoảng độ vài chục năm rồi. Từ ngày tôi biết về lo tôi biết lâu rồi, anh không còn dạy tôi đâu. Bác bảo là tất cả lo này là Magic Đông. Xin lỗi anh nhé, lo của tôi là Magic Đông. Vì đáng tiền, còn nếu mà lo mà là Made in Việt Nam thì tôi nói thật với anh luôn, tôi không mua. Bác đang cố gắng vào bình luận đúng không? Em sẽ phân tích cho anh hiểu luôn. Đúng rồi. Cái này nó rất là lời các bác. Mọi người hãy làm đi. Em nói các bác rồi, em live stream lần nào em kêu gọi mọi người dùng mà. Nếu bác nào mà cảm thấy lời ở rác mà bên kia nó vứt cả đống bên ngoài đường ngay, anh qua anh nhặt về đi anh. Anh qua anh nhặt về mà bán lời. Anh bên Trung Quốc anh thấy nó vứt cả đường đúng không? Ô, hắn vứt đống cả đường ấy. Anh nhặt về đi anh. Thấy lời vậy sao anh ngu thế? Xin nói bậy một chút các bác thông cảm nha. Bác đã bảo là ngoài cái bên Trung Quốc là vứt đầy. Nói thật các bác một thằng ngu mới thấy tiền mà không làm. Anh thấy tiền sao anh không làm đi anh? Nếu anh thấy tiền là anh chê đúng không? Nhà anh giàu đến mức nào rồi vậy? Hả anh Nguyễn Anh Tuấn. Nhà anh giàu chưa anh? Chắc là đi Rolls Royce chưa? Sao mà anh chạy đến mức mà tiền vứt đó mà anh không thèm lấy? Anh đại gia quá. Chỉ có những người đến mức độ nào mà bác thấy tiền không làm. Nếu ai cũng thấy tiền cũng không làm, nói thật các bác, trên đời thế giới Việt Nam này không có người nghèo. Ở Việt Nam này không có người nghèo. Việt Nam mình sẽ giàu rét. Anh bảo với em là nó vứt sao anh không làm. Nó rẻ vậy mà sao không làm. Mà phải để em phải làm bác. Em nghĩ em là ít tuổi bao nhiêu tuổi. Tuổi đời em rất là ít. Tuổi đời em rất là ít. Nếu mà nó rẻ vậy em khẳng định các bác, những người tầm 4-50 tuổi là làm hết rồi. 5-60 tuổi là làm hết rồi. Không đến lượt em. Em thề các bác đã không đến lượt em. Để em nhập với cái loại rác thải về cho các bác nha. Mà là người khác làm hết rồi. Bây giờ những người đó là giàu hết rồi. Các bác đồng ý em không? Làm gì đến tuổi mình. Mình tuổi gì mình bây giờ đến với đến lượt mình được. Người ta làm hết rồi. Mà nếu các bác, em nói một câu vuông ghét này. Những người thấy tiền mà không làm là những người không có chí. Em không nói bậy một câu. Những người mà thằng nào bảo không thích tiền, thích bố mẹ đâu mà sao mà thấy vậy không làm. Nếu những người mà có não mà bảo không thích tiền ấy, em thật với các bác luôn, lại vứt đi. Mà đã thấy tiền rẻ vậy mà không làm ấy, loại đó vô tác dụng, vô dụng. Em nói thật luôn. Nếu mà thằng đàn ông nắm trịch gia đình, là chồng của vợ mình, bố của con mình mà thấy tiền không kiếm tiền về được, không làm được, trong khi người ta vứt tiền vào đường đấy, người ta vứt tiền vào đường đấy mà mình không đem về cho vợ con mình được thì vứt đi. Đàn ông vứt đi. Em nó thẳng luôn. Em không phải nói bậy đâu. Em nó rất là bực bởi vì nói những câu đó. Đối với em là loại đó là loại vứt đi. Đàn ông như vậy vứt đi. Trong khi người ta mang tiền về cho vợ con mình được, trong khi nó rẻ vậy, mình chỉ việc nhặt không về mình bán là mình không làm được. Vứt đi. Đấy. Chào các anh Võ Huy Hiệu nhé. Anh Võ Huy Hiệu BMB33012. Anh Võ Huy Hiệu à. Ê, em đóng đây anh ơi. Đôi loa anh Võ Hiệu là 16 triệu nhá. Đây em đóng đây này. À, bên Hưng Yên người ta bán 6 triệu. Em mà nói bác khách đang bảo em lời một nữa anh ạ. Đây này, loa anh đây nhá. Đây loa của anh đây. Đôi loa của anh Hiệu là 16 triệu mà đôi. Chưa bao gồm phí ship luôn. Đây anh Hiệu anh mua này. Đây anh Võ Hiệu đây. Đây Võ Huy Hiệu đúng rồi. Quen. Bác Võ Huy Hiệu là mua đôi loa này của em 16 triệu mà chưa bao gồm phí ship luôn. Đây bác mua đây. Chào anh Chí nhá. Chào anh Chí ạ. Vâng, em chào anh Chí.
Đây là loa anh Hiệu, là loa này anh Hiệu nhá. Đây này em đóng chưa hết này. Đây loa anh Hiệu đây. Đây là đôi loa này anh Hiệu nhá. Em đóng anh rồi, em chọn cho anh em đóng cái rồi này. Đây là đôi này là chưa đóng cái nơi. Và đôi này là đóng cái này, em đóng được hai đôi đây này. Đóng đây là hai đôi là có chắc đôi của anh Hiệu đấy. Đây 16 triệu anh đúng hết in China luôn, đúng 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 chính xác luôn. Đây China luôn anh này, đúng đây. Đây đúng không? Chơi loa tàu 16 triệu trời. Đúng đây, made in China đồng hoàng nhá. À đúng đúng made in China luôn. Đúng loa anh này, đúng loa made in China này. Không phải made in Japan nhá. 16 triệu liền, kinh thật đấy. Made in Japan họ bán có 4-5 triệu. Mình bán made in China 16 triệu liền. Các bác thấy buồn cười không? Các bác thấy bác vừa nói là buồn cười không? Bởi vì em thấy, thấy bác bình luận rất là buồn cười, em muốn để lại. Tại sao bằng một cái loa này made in Japan người ta bán 6 triệu mà trong khi em bán made in China 16 triệu bác? Rất là lạ. Em nói với anh một câu này. Anh Võ Quốc Huy á, anh Võ Huy Hiệu á, anh không anh ấy không phải là người đến mức mà vứt tiền ra cửa sổ. Các bác nhớ là những người mua loa của em á, đây là những người có tiền, cũng khá là nhiều tiền, có những người đồ loa mua đồ loa vài chục triệu, nhưng bác cứ bảo hiệu đây cũng rất là chịu chơi. Bác đã bỏ ra 17-16 triệu đồ loa chưa bao gồm phí ship, là các bác biết là một số tiền khá là lớn. 16 triệu cho một đôi loa và chưa bao gồm phí cước là một số tiền không hề bé nha. Các bác đừng có nghĩ là tiền nó vứt ra ngoài đường, bác vứt ra ngoài đường không có đâu. Em nói thật với các bác, không phải nói phét, nhưng mà để bỏ ra số tiền 16 triệu mấy đó, bác Võ Huy Hiệu phải bỏ ra mấy tháng trời tiền lương. Đúng không bác? Mấy tháng trời tiền lương đấy, không ít đâu. Các bác có nghĩ là bác là bỏ mấy tháng trời tiền lương mà bác nó gọi là nhắm mắt bác nó mua không? Không. Tiền đi liền khúc ruột. Đồng tiền đi liền khúc ruột các bác ạ. Đừng có bảo các bác nhiều tiền mức các bác không quan tâm nhá. Em mua một cái gì đó 100 ngàn trên Shopee rồi, em đi tra giá mọi nơi. Em đi tra giá từng chỗ. Chỗ nào rẻ nhất em mua. 16 triệu không có số tiền bé các bác. Người ta không có dại, người ta gọi là ngắm mắt người ta mua. Trước khi mua người ta đã tìm hiểu rất là kỹ tại sao người ta vẫn mua. Đúng không bác Hiểu? Đúng bác Hiểu ơi. Bác Hiểu, bác Hiểu nói đúng không ạ? Em mua một sản phẩm ở trên Shopee 100 ngàn đồng, em đi so giá chỗ nào rẻ nhất em mua. Bà Phang Đường của anh đó hả? Em mua trên Shopee cái sản phẩm 100 ngàn em đi so giá. Em đi so giá và em tận dụng tất cả những cái mã khuyến mãi của em để em mua. Dễ như thế. Chứ trừ nói là 16 triệu đồng các bác, hoặc là hơn chưa 10 triệu đồng. Các bác đừng có nghĩ là nhiều tiền đến mức mà 16 triệu đồng là một khoản tiền rất là lớn. Đúng rồi, 16 triệu đồng là một khoản tiền rất là lớn. Các bác đừng có nghĩ là bác cái bỏ tiền ra là bác chơi vui. Để bỏ tiền ra một cái số tiền đó, bác Võ Huy Hiệu là phải cân đo đong đếm rất là kỹ. Bác đã phải tham khảo rất là kỹ, ở chỗ nào rẻ hơn, ở chỗ nào uy tín hơn, chỗ nào bán hàng xịn. Ờ, loa này nó hơn loa kia không, loa này nó mắc hơn không, loa kia nó mắc hơn không, loa nào hay hơn. Em thật các bác là 16 triệu đồng là bác Võ Huy Hiệu, bác phải suy nghĩ nát đầu đấy. Bác phải suy nghĩ nát đầu, bác dám bỏ tiền ra để mua, em thề luôn. Nhưng tại sao bác Võ Huy Hiệu vẫn mua của em, mà bác đã không mua Hưng In loa 6 triệu. Em chỉ nói như vậy là các bác kia tự hiểu nha. Đấy, xin lỗi là chỗ này này, tại mấy ông kia vào chọc ngoái đó em phải nói cho kỹ. Đúng rồi bác Hiểu. Bác Hiểu đâu mua của em đâu 16 triệu đó còn chưa cước đấy. Cước về nhà mất 500 ngàn nữa, chẳng hạn là thế. Mất 16 triệu rưỡi liền. Tại sao mọi người vẫn mua? À. 16 triệu mua đo Pioneer lại lạc đề rồi. Pioneer là loa nghe nhạc anh ơi. Anh đang hiểu nhầm giữa cái gì vậy? Đang loa karaoke là chuyển sang loa nghe nhạc rồi. Chứ tại sao mấy ông đi SH mua 120 triệu một con CSH, tại sao mua SH làm cái gì? Mang trời mưa vẫn phải đội mặc áo mưa, trời nắng phải đội mũ. Trong khi ô tô của em mua cái xe Bắc Văn 40 triệu. Đây em cho bác xem luôn, 40 triệu cái xe của em. Em mua cái xe Bắc Văn em 40 triệu, em đi ô tô em vẫn mát, vẫn ấm. Có máy sưởi đâu hoàng, cái đầu hoàng đồng hoàng luôn. Đấy cho xem. Không phải nói điều nha. Đây. Cái xe của em kìa, cái xe của em này 40 triệu kìa. Nói chung đúng ra là bây giờ bán được 45 gần 50 triệu.
Bây giờ em bán được mẹ được 45 50 triệu thật luôn. Đấy cái xe nhỏ nhỏ đây. Sparkman đây. Nó có hai chỗ ngồi thôi. Bây giờ mua tầm khoảng 45 triệu. Đấy 45 triệu đây. Nếu bác nói vậy sao nói được. Nhưng mà tại sao nhiều người ta không mua ô tô bác? Cứ nhiều người ta vẫn không mua ô tô bác mà ta lại mua xe máy, SH. Mà có những người còn chơi độc hơn bác, người ta chơi hẳn SH 300i. Hơn 300 triệu mà con SH. Mà trong khi ô tô ta không đi, mó tay luôn. Mó tay luôn. À chú đã chuyển lô BMW 450C chưa? Bên Hoàng Đồng Nai chưa? À chưa anh. Chừng thì chắc là mai đấy, bởi vì BMW bọn em hơi chưa khô. Thông nào khó lắm Xuân ơi, chào bác Vũ Phong nhá. Đúng khó thật các bác ạ. Thực sự là nếu mà những người am hiểu về âm thanh thì em không cần nói đâu, các bác tự hiểu à. Nhưng mà những người không biết ấy, các bác hay nói khó chịu lắm. Thực sự là các bác nói khó chịu lắm cho nên em mới phải nói. Đúng là những người thật bác luôn. Những người biết ấy, thì rất là dễ. Thực sự là đúng với những người mà mọi người hiểu ấy, thì rất là dễ. Không cần giải thích các bác cũng tự hiểu. Nhưng mà những người không hiểu ấy, không biết ấy, nhưng mà bình luận khó nghe kinh khủng luôn. Thế mới khổ chứ. Nhiều khi là mình phản kháng lại thì bảo là mình thế này kia, nhưng mà đúng là nói vô lý quá, không chịu được. Các bạn đồng ý với em không? So sánh cái lo 16 triệu với cái lo 6 triệu, trời là trời. Đi so cái gì vậy trời. Phải nhớ một câu trên đời này, tiền nào của đó. Nói vậy câu rồi à, đúng không? Cứ hiểu một câu duy nhất ở Việt Nam này là tiền nào của đó thôi. Chỉ hiểu cái câu đó thôi là phải tự hiểu chứ. Đằng này đi so sánh lung ta lung tung cái đôi loa người ta mà đóng tiền so sánh với cái loa rap 2-3 triệu, em chịu không biết so sánh cái gì nữa. Đấy đúng ạ. Đấy, nói vậy là rất là buồn cười. Còn nói thật với các bác luôn, các bác bảo là bây giờ so sánh loa em với loa Hưng In đi, ok em vẫn tự tin đứng trước mọi người này. Giá của em ở thị trường Việt Nam vẫn là tốt nhất hiện tại bây giờ. Dựng sản phẩm em bán ra, em cam kết giá em lúc nào rẻ hơn người khác. Cứ bác lên mạng tra những cái giá em loa em bán ra cho hiện tại thị trường. Ok không? Nếu bảo em bán đắt hơn người khác, ok. Em vẫn nói một câu này, giá của em bán ra, người khác bán 1 triệu em bán 800. Em thề các bác sản phẩm em bán ra lúc nào rẻ hơn người khác. Em không mà bán cao hơn. Lên tra đi. Đến cái cửa hàng số lúc đó năm tiếp em, năm nay em thề các bác luôn, lúc nào các bác sẽ quota tốt. Nếu mọi người bảo là bán là ông mất mắc, vậy tra chỗ nào rẻ hơn, hãy tìm chỗ nào rẻ hơn giùm em đấy, thì hãy nói đúng không ạ. Nhưng mà các bác có buồn cười một cái là cái bây giờ các bác đòi lo Nhật, lo BMW CS3012 hàng Nhật. Hàng Nhật ở Hưng In họ in ra có tầm khoảng mấy triệu một đôi, 6 triệu nhá mày. Trong khi đôi loa của em là Make in China em bán 16 triệu là không hiểu bác. Em nói mức thế cho mọi người tự hiểu nhưng mà không hiểu. Vẫn không hiểu. Vẫn bảo loa gì, loa Trung Quốc mà ông bán 16 triệu. Loa ở kia Nhật có mấy triệu. Thật cái bác cái nói câu đó là mình chán này. Chán luôn đấy. Không muốn nói luôn này. Nhưng mà mình không nói người ta là tưởng là mình im lặng cái là lại bình luận tiếp. Đây khổ vậy các bác. Người ta lại vào bình luận tiếp. Lại bình luận mà là ông bắn là ông ăn gấp 3 lần người ta. Gấp 2, gấp 3 lần người ta. Ô trời ơi là trời, 3 cơn sáu đinh lên. Đó. Rồi bác nhá, loa này tối nay nhá. Tối nay em sẽ bán loa này vào lúc 19:30 các bác nhớ vào nhá. Tối nay bán loa này nhá. Em sẽ live stream hôm nay thông báo bác thôi, còn đúng tối nay 19:30 tối nay em sẽ bán lò này cho bác nha. Đây. Ồ bận quá anh ạ, chưa soạn là sấp hơi cơ. Sấp hơi em chưa soạn được cơ, thật luôn. Sấp hơi em chưa soạn được anh ạ, đúng thực sự luôn. Mấy hôm nay làm lo bận lắm anh ạ. Thì tối nay em sẽ bán các lò này. Thì em sẽ cho bác xem qua một chút nha. Bác đây này. Đây cũng cho bác xem qua một chút thôi. Đi vào cô tích. Công suất là 300, trợ kháng 8 ohm, mã bát là LF12 Pro.
Design Germany, có nghĩa là công nghệ của Đức sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, Trung Quốc nha. Phân tần thì đây, tép thì đây, đó là tép xanh, tép lát nhá, tép lát đàng hoàng nhá. Đấy, thùng là thùng cân, rất là dày. Đấy, đấy, thì tối nay em sẽ bán các bác lò này giá cực tốt luôn. Đây, phân tần là phân tần rối đàng hoàng nhá. Đấy, đây là phân tần nhá, phân tần nhá. Cả phân tần này mới đống tiền rồi các bác, có đùa đâu. Những người biết về âm, hiểu về âm thanh, những phân tần thôi là các bác kết sái cổ này. Đúng không ạ? Bác nào mà làm là, bác nào mà âm hiểu về âm thanh, nhìn thấy cái phân tần này sướng sái cổ luôn. Đẩy B3 đánh được súp hơi chuẩn bị bán. Ô anh ơi, đẩy B3 thì không nên đánh súp hơi anh ạ. Nếu anh đánh súp hơi thì anh chỉ đấy là anh chỉ đánh con trên là con A9 hoặc là con A7 thôi. Chứ còn mấy con quân R đừng đánh súp hơi nha. Nhanh hỏng lắm anh, đừng đánh nha. Đẩy B3 thì đánh full là hay thôi. Còn nếu mà anh mà đánh súp thì anh dùng cái con A9 á, A9 A7 á. À, địa chỉ em anh, địa chỉ em ở xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa anh nhá. Xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Các bác đang xin livestream nhớ ủng hộ em nhá. Thôi xin lỗi các bác là nếu khi nãy em có nhiều khi là giải thích cũng hơi lớn tiếng. Thì không may có nói gì câu gì sai các bác thông cảm nhá. Đấy. Đấy. Thì các bác thông cảm, đấy, nói thẳng các bác luôn. Là mất dạy à? Không, em không mất dạy anh. Em là người có học đàng hoàng đấy, thẳng luôn, học vị khá là cao đấy. Không phải ít đâu. Em nói là em nói lớn, đàng hoàng tính em là ăn to nó lớn chứ em không nói bậy nha. Rất chuẩn chỉ luôn nha. Các bác mà mất dạy không có, em được học hàng đàng hoàng, bố mẹ bứt bao nhiêu tiền đấy các bác ạ? Một đống tiền đấy. Các bác biết là ngày xưa nhà em còn không có tiền ăn để cho em đi học ạ. Bác nói em mất dạy là tội bố mẹ em. Đấy. Em bán hàng cực kỳ chuẩn chỉ. Tính như bán ra nó thật các bác là hơi đàng hoàng đấy. À, còn các bác nghĩ sao nghĩ, nếu các bác nào mà là suy nghĩ như nào nghĩ thôi. Đúng không các bác? À, bằng cấp em nhiều, không thiếu. Các bác có gì em có đấy. Thì em xin hẹn các bác vào tối nay vào lúc 19:30 các bác nhá. 19:30 các bác ạ. 19:30 em sẽ livestream. Livestream với các bác ở trên kênh Xuất Độ Audio và kênh 5 Tiếp Audio các bác nhá. Loa Diva Acoustic anh ạ, Diva Acoustic các bác nhá. Mọi người vào kênh nha. Ok. Tối nay các bác sẽ hết mình với loa này nhá. À, tối nay giá loa này sẽ từ 7 triệu đổ lại. Yeah, tốt chưa? Giá tối nay sẽ từ 7 triệu đổ lại. Càng đông người xem càng giá càng tốt. Hôm nay là vui mà. Mặc dù là một số bác vào phá nhưng mà mình vẫn vui. Không sao cả, bởi vì rất là nhiều người hiểu biết, đâu phải mình chấp con người đâu. Giá hôm nay sẽ từ 7 triệu đổ lại. Từ 7 triệu đổ lại nhá. Ok không các bác? Từ 7 triệu đổ lại, đồng ký đồng ý không ạ? Càng đông người xem em càng sướng, bán càng rẻ. Đấy, nhất trí nhá. Rồi tối nay các bác vào kênh em, 19 và hôm chúng ta sẽ có cơ hội mua lo này. Ok. Ôi loa full 30 mà. Đây loa full 30, loa thương hiệu Đức mà anh mắc á hả? Éo. Lần đầu tiên em bán loa rẻ này đấy anh ạ. Lần đầu tiên em bán loa giá này đấy, thật luôn. Lần đầu tiên em bán loa mà giá dưới 7 triệu đấy. Chưa bao giờ luôn. Bình thường em bán loa cái tầm 90 triệu trở lên. Lần đầu tiên em bán loa dưới 7 triệu mà anh vậy em mắc thế, eo ơi. Eo buồn. Tự 2 triệu rưỡi. Loa full 30 bãi và tự 2 triệu rưỡi, rất hết cả mình. Loa này cháy em bán được rồi, loa nát em bán được ra đó rồi. Loa này em bán ra đó rồi nha. Thôi hẹn gặp lại các bác vào tối ngày hôm nay nha. Thôi xin hẹn gặp lại các bác vào tối ngày hôm nay nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. 19:30 các bác nha. 19:30 nha. Xin hẹn gặp lại các bác ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn.